chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu của Nam Phương Công Tử là Lý Huynh đấu trên đấu trường Thiên Thiên Tường Kỳ diễn ra ngày hôm qua 19 tháng 1 2022. Mời các bạn thưởng thức hai ván tả mã bằng hà của Nam Phương Công Tử là Lý Huynh. Biên bản ván 1, Chu Hồng Lượng. Chi将军 是 将军 再将 将军
Chơi đến đây, kỳ thủ Trung Quốc Chu Hồng Lượng mất xe và đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 2, Tiểu Thiên Tôn. Xin. Xin.将军。将军。
吃。将军。吃。将军。将军。再将。将军。再将。再将。Pháo 4 tấn 1 chiếu tướng. Cho đến đây chắc chắn bên đen sẽ mất pháo, cho nên Nam Phương Công Tử Lệ Lý Huynh đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ tả mã băng hà của Nam Phương Công Tử Lệ Lý Huynh. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất.